VinFast bất ngờ cho khách hàng đổi xe cũ lấy xe mới. Nếu khách có nhu cầu đổi xe đang đi sang xe VinFast, hãng này sẽ mua lại xe cũ của khách dù là bất cứ thương hiệu nào đang lưu thông trên thị trường chưa quá 7 năm. Ngày 8 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố chương trình đổi cũ lấy mới, lên đời xe sang, nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển sang sử dụng xe VinFast. Đại diện VinFast cho biết chương trình đổi cũ lấy mới là chính sách đột phá, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường ô tô Việt Nam. Chương trình được chính thức được triển khai tại Hà Nội mang đến cho người tiêu dùng việc cơ hội tốt nhất để chuyển đổi từ xe đang sử dụng sang những mẫu xe đẳng cấp, chất lượng, an toàn của VinFast. Theo đó, khách hàng chỉ cần mang xe đã qua sử dụng tới siêu thị xe Smart Solution, công ty mua bán xe cũ thuộc tập đoàn Vingroup để được định giá và mua lại. Tất cả quá trình định giá, mua bán đều được công khai minh bạch, đảm bảo thu hồi tối đa giá trị tài sản cho khách hàng khi chuyển đổi sang xe VinFast. Đặc biệt, trong giai đoạn khuyến mại, giá mua xe từ khách hàng và giá bán tại các siêu thị xe Smart Solution được xác định bằng nhau. Bên cạnh việc hỗ trợ đổi cũ lấy mới thuận tiện và dễ dàng, VinFast sẽ đặc biệt tặng ngay cho khách hàng 50 triệu, 30 triệu hoặc 10 triệu đồng tiền mặt khi mua xe VinFast tương ứng với các mẫu Laxa 2.0, Laxa 2.0 hay Fazi. Với diện tích 5.000 m², sức chứa 230 xe, siêu thị xe Smart Solution hiện là cơ sở kinh doanh xe cũ có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách siêu ưu đãi tài chính hấp dẫn như miễn lãi vay trong 2 năm đầu khi vay mua xe trả góp qua ngân hàng, kể từ năm thứ 3 trở đi sẽ được bảo lãnh mức lãi suất tối đa 10,5% trên năm. Với mức vay lên tới 70% giá trị xe, kỳ hạn tối đa 8 năm, miễn lãi trong 2 năm đầu, khách hàng chỉ phải trả từ 4 triệu đồng mỗi tháng để sở hữu xe Fazi, hoặc từ 8 triệu đồng mỗi tháng cho xe lắc. Đặc biệt, hai dòng xe Laxa 2.0 và Laxa 2.0 đang được VinFast áp dụng chương trình siêu ưu đãi duy nhất trong tháng 5 năm 2020. Với mức giá chỉ từ 896 triệu đồng cho mẫu Laxa 2.0 và từ 1.3 tỷ đồng cho Laxa 2.0 nếu khách hàng thanh toán 100% và nhận xe từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Với Fazi, mức giá thanh toán một lần cũng chỉ từ 373 triệu đồng. Các ưu đãi hiện có trên thị trường cũng sẽ được VinFast áp dụng đồng thời và cộng dồn nhằm tối đa hóa quyền lợi cho khách hàng. Như đổi voucher, mệnh giá 70, 150, 200 triệu đồng, từ chương trình nhà sang, xe xịn, đẳng cấp tinh hoa của Vinhome, đặc quyền gửi xe miễn phí tại các cơ sở kinh doanh của Vingroup. Vincom, Vinhome, đến hết tháng 12 năm 2022. Việc mua lại xe cũ của khách đã được các hãng như Toyota, Ford, Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover thực hiện tại Việt Nam nhiều năm qua. Tuy nhiên, những công ty này chỉ mua lại xe của chính hãng mình chứ không thu mua xe hãng khác. VinFast khác biệt hơn bằng việc thu mua không phân biệt xe của thương hiệu nào.